chỉ và đinh là hai vật dụng quen thuộc trong cuộc sống. Nhưng qua bàn tay của những người nghệ sĩ, chúng lại trở thành những tác phẩm hội họa sáng tạo. Với mong muốn học sinh có thể dễ dàng tiếp cận với bộ môn toán học, Mary Everest Boole, một giáo viên người Anh, đã sáng tạo ra phương pháp học toán thông qua logic của chỉ và đinh. Nhận ra khả năng phát triển thành những tác phẩm hội họa, nhiều họa sĩ trên thế giới đã nhanh chóng sáng tạo thành những bức tranh chỉ đinh độc đáo. Trần Đoàn Dũng là một dancer chuyên nghiệp. Trong một lần tình cờ nhìn thấy những bức hình về tranh chỉ đinh trên một tạp chí nước ngoài, anh đã quyết định mày mò và tìm hiểu chúng. Cho đến nay đã hơn 5 năm, Dũng là một trong số ít những bạn trẻ theo đuổi và thành thạo bộ môn nghệ thuật này. Dựa trên cái bức hình đầu tiên mà mình đã được nhìn trên cái tạp chí đó thì mình lao vào tìm hiểu và mình thấy là tranh chỉ đinh nó không chỉ đơn thuần là những bức tranh màu đơn giản mà nó còn ở bên trong nó còn hàm chứa rất là nhiều những cái tính logic trong toán học nữa. Và mình thấy rất là ấn tượng bởi vì nó sử dụng những cái sợi chỉ màu để có thể tạo ra được những cái màu sắc trên một bức tranh cơ bản. Và ngoài ra thì trước khi lên được màu thì cái vật liệu để có thể giữ cố định được cái sợi chỉ đấy thì nó lại là những cái chiếc đinh nhỏ, rất là nhỏ, chỉ từ hai vật liệu rất là đơn giản như thế gắn trên một cái miếng gỗ nhỏ mà có thể tạo ra được một bức tranh hoàn thiện thì mình rất là ấn tượng. Theo Dũng, tranh chỉ đinh hiện nay có thể chia ra thành hai dòng tranh nhỏ hơn. Tranh logic và tranh chân dung phong cảnh. Càng tiếp xúc nhiều với bộ môn nghệ thuật này, Trần Đoàn Dũng càng bị hấp dẫn bởi tính logic và sự sáng tạo trong việc phối màu sắc để tạo thành một bức tranh chỉ đinh độc đáo. Nhiều hình ảnh về đất nước Việt Nam đã được Dũng phác họa thành công. Với tranh chỉ đinh ấy, thì khi mà mình nói đến logic ấy, thì mình phải nói đến điểm và đường. Với hai điểm mình đã kẻ được ra một đường thẳng rồi. Và với ba điểm thì chúng ta đã có thể tạo ra được một hình tam giác. Với bốn điểm thì có thể tạo ra một hình vuông, một hình chữ nhật hoặc một hình tứ giác bất kỳ. Và với 5, 6, 7, 8 điểm đối xứng, đan xen nhau thì mình có thể tạo ra những hình khối khác nhau. Ở trong cái bức tranh chỉ đinh ấy, thì nó sẽ bắt buộc cái người làm, cái người học, cái người chơi sẽ phải tạo ra từng bước một chứ không được bỏ bước, bởi vì khi mà chúng ta lên được những cái điểm đinh cố định, sau khi lên được điểm đinh cố định thì chúng ta mới đan được chỉ, và sau khi đan được chỉ thì chúng ta mới lên được cái hình khối.